Lại một câu hỏi rất là hay liên quan đến anh Ngọc. Khi mà chúng ta nói về Messi, vậy khi anh bầu chọn quả bóng vàng, đến giờ phút này nhá, nếu anh phải điền, anh điền tên ai? Có lẽ sẽ điền Messi. Vâng. Bởi vì là nếu chúng ta nói về khi nói Messi chúng ta phải nói về đối thủ Messi chứ, đúng không? Vâng. Messi dù sao đây là vẫn là một cái tên lớn mà, và anh ấy đã đoạt chức vô địch thế giới vừa rồi. Thì chúng ta nói về ai? Ví dụ Kevin De Bruyne chẳng hạn. Kevin De Bruyne là ở cái vị trí như thế đã tỏa sáng, đã bùng nổ cùng với Man City, đã vô địch vừa rồi, nhưng mà vẫn có cảm giác rằng là anh ấy chưa đạt được cái mức độ thăng hoa như là Messi đã làm. Vâng. Chúng ta đã nghĩ đến Erling Haaland đúng không? Nhưng Erling Haaland trong trận chung kết không làm được gì nhiều. Vâng. Đúng không? Thành ra là anh nghĩ rằng rất nhiều những người có quyền bỏ phiếu trong cái cuộc bỏ phiếu này ấy, là họ đã rất trông chờ vào Kevin De Bruyne rồi Erling Haaland. Nhưng mà có lẽ là mọi người đều không hài lòng lắm. Cho nên nếu như năm nay Messi mà đoạt quả bóng vàng lần thứ 8 nhỉ, đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bởi vì tại sao? Bởi vì anh ấy sang Mỹ nhá, kể cả cái giải đấy không phải có mức cạnh tranh cao, người ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những gì mà Messi đã làm, đúng không? Và cái mùa giải vừa rồi ở Paris Saint-Germain đúng rõ ràng là bão táp như thế, và là một điểm trừ, nhưng Messi vẫn nổi, vẫn hay. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu là cái kết quả của cuộc bình chọn đấy sẽ như thế nào. Bởi vì sắp rồi đấy, chúng ta hiểu rằng là tháng 10 là phải bỏ phiếu rồi, thay đổi rồi đúng không? Anh phải bỏ phiếu à, sớm. Không, tháng 10 là họ công bố rồi. Đúng rồi, anh nhận được thư của FIFA rồi, của Frankfurt Football rồi. Bây giờ đã là tháng 8 rồi, vậy thì có thể là vào cuối tháng 9 sẽ phải bầu rồi. Và coi như là chúng ta biết rằng anh Ngọc Bình chọn cho ai rồi. Không, chưa chắc. Không qua quy chắc, cứ nói thế thôi đã. Cứ nói thế thôi đã. Bởi vì là nguyên tắc là các anh ấy sẽ không được không tiết được lộ, bố, không được tiết lộ về cái lá phiếu của mình. Em chỉ muốn hỏi là tại sao anh Ngọc lại chặn em ở trên Facebook? Em có comment điều gì quá đáng đâu? Đấy là bạn tên là Nguyễn Thanh Tùng. Thì chúng ta sẽ trả lời các bạn ấy. Câu trả lời của anh là gì? Anh không tốn thời gian cho những người mà họ đã tốn thời gian làm một cái điều gì đó khiến anh không hài lòng. Vâng. Chắc chắn bạn đã làm một điều gì đó không hài lòng. Và chúng ta có quyền được làm điều đó, bởi vì đấy là trang cá nhân của chúng ta. Đúng, đúng. Và đây là một cái, thực ra ấy, phải nói thẳng luôn, chúng ta cần phải có một sự tôn trọng nhau nhất định ở trong bất cứ một không gian nào, dù đấy là ở trong một căn nhà, trong một cái thang máy hay là ở trên mạng xã hội. Vâng. Nếu tôi cảm thấy bạn không tôn trọng tôi thì tôi sẽ giải thoát tôi khỏi bạn. Vâng. Và tôi mời bạn đi ra một chỗ khác mà bạn có thể có cảm thấy có ích hơn. Thế thôi. Rõ ràng là như đơn vậy. đơn giản là như vậy. Và và đã có những thời điểm là rất nhiều bạn comment gửi message xong rồi bảo là thôi em xin lỗi thế này kia. Ừ. Và đương nhiên là anh thả chặn ngay. Nhưng sau đó họ lại tiếp tục như vậy và sẽ không có cơ hội, không có bất cứ một cơ hội nào nữa. Đấy là EPL Fantasy Premier League. Anh đã nghe thấy tên trò chơi này chưa? Anh biết về nó và được. Anh cũng theo dõi về nó nhưng anh không chơi thôi. Thực ra rất nhiều phóng viên, biên tập viên của bên báo Anh và báo Thời Văn Hóa họ chơi. Và anh cũng hiểu luật của nó. À. Và ở các giải lớn của thế giới ấy, các giải vô địch quốc gia lớn của thế giới, họ đều có các cái trò chơi ảo như thế này mà, và nó dựa trên tất cả các yếu tố thật. Chính xác, cái điều thú vị nó nằm ở chỗ đó. Chúng ta không được quyết định bằng kỹ năng, chúng không. Ta không được quyết định bằng tất cả những thứ gọi là skill chơi game, mà chúng ta được dựa vào những thứ mà các cầu thủ thể hiện ở bên ngoài sân cỏ thật sự. Tức là cầu thủ đá như thế nào thì cái chỉ số đó nó thể hiện ở đội bóng chúng ta như vậy. Như vậy bị thẻ đỏ, thẻ vàng chẳng hạn, chúng ta coi như mất điểm luôn. Anh Ngọc rất hiểu về nó và em rất là vui vì anh Ngọc đã hiểu về nó rồi và không cần phải giải thích quá nhiều nữa. Chúng ta sẽ có 100 chỉ triệu. Chỉ không có thời gian để chơi thôi. Chúng ta có 100 triệu mua bán cầu thủ. Mỗi vòng chúng ta có quyền thay đổi một hai người gì đó trong cái hệ thống của chúng ta. Tất nhiên nằm trong cái budget mà chúng ta có, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ dựa vào vận may xem. Có rất nhiều vận may nó xảy ra. Có những hôm chúng ta không thể tin rằng một hậu vệ có thể ghi được hai bàn thắng. Chúng ta cũng không bao giờ có thể tin rằng là có những hôm một tiền đạo sẽ sút trượt hai quả penalty và điểm của anh ta sẽ bị âm. Đấy chính là cái hay của cái trò fantasy như này. Bởi vì là đương nhiên là nó rất khác với cả cá độ nhá. Vâng. Cá độ thì nó cực kỳ là may rủi. Cái câu chuyện đấy thì nó hoàn toàn khác. Còn câu chuyện này là câu chuyện mà nó phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta lựa chọn đội hình như nào, với số tiền đấy chúng ta mua được ai. Tức là chúng ta phải suy nghĩ giống hệt như là một huấn luyện viên vậy. Vâng. Nó rất khác với trò cá độ. Và em đặt cho cái game chơi này là Fantasy Premier League cùng với We Speak Football. Em này, anh này, anh Quang Tùng này, anh Quang Huy này sẽ cùng chơi một league với nhau. Và chúng ta tổng kết có cả khán giả nữa, khán giả cũng sẽ được chơi cùng chúng ta. Và chúng ta sẽ
tổng kết hàng tuần xem ai là những người lựa chọn tốt nhất và có một cái đội hình tốt nhất cho mỗi vòng đấu, đúng không ạ? Đấy sẽ là một cái cuộc so kè rất là thú vị từ giờ đến cuối mùa giải, và sẽ có những cái món quà rất là đặc biệt dành cho các khách mời của chương trình này. Khán giả chơi cùng luôn nhé. Khán giả chơi cùng. Khán giả chơi cùng. Và những càng đông càng vui. Những cái membership của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân, tức là những cái khách hàng VIP của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân. Bây giờ YouTube nó có một cái chế độ rất là thú vị, tức là đăng ký trở thành khách hàng của YouTube, bởi vì như thế thì chúng ta mới định danh được. Chứ còn ví dụ kênh của em bây giờ là khoảng gần 2 triệu người subscribe rồi, chúng ta không thể chơi một giải với 2 triệu người được, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế là chúng ta sẽ phải chơi với một lượng ít hơn, và tôi hy vọng rằng là các khán giả sẽ cùng chơi với chúng tôi. Rất là thú vị, vui là chính thôi, còn giải thưởng nó chỉ là phụ thôi. Chúng ta sẽ cùng so kè xem với bình luận viên Anh Quân, anh Ngọc, rồi anh Huy, rồi anh Tùng sẽ như thế nào. Toàn là những người kiểu như là dự đoán tỷ số các trận đấu đến giờ, đúng không? Là như vâng nào? Ạ, sẽ có một đoạn clip để giới thiệu các bạn một chút về thể thức của giải đấu này. Truy cập trang web fantasy.premierleague.com, bạn có thể đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập bằng Facebook, Gmail. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, đăng nhập tài khoản bằng Gmail và bắt đầu trải nghiệm Fantasy Premier League. Lựa chọn tab Pick Team trên thành công cụ của trang chủ FPL và bắt đầu quá trình lựa chọn cầu thủ của mình. Với 100 triệu bảng, bạn cần phải tính toán để mang về 15 cầu thủ phù hợp nhất. Với tính toán của mình bao gồm 2 thủ môn, 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và 3 tiền đạo. Mỗi vòng đấu, bạn hãy chọn ra 11 cái tên ở đội hình chính mà bạn nghĩ rằng có khả năng mang về nhiều điểm số nhất có thể. Bạn cần phải quyết định được 11 cái tên trong đội hình chính 90 phút trước khi trận đấu đầu tiên của vòng đấu diễn ra. Số điểm của Fantasy Premier League được tính dựa vào phong độ thực của cầu thủ mỗi vòng đấu. Các yếu tố được xét đến như số phút thi đấu, bàn thắng kiến tạo, giữ sạch lưới, thẻ vàng, thẻ đỏ, bàn thua phải nhận, penalty. Người chơi sẽ có 4 chip hỗ trợ để nâng cao điểm số của mình bao gồm Free Hit, giúp người chơi có thể chuyển nhượng miễn phí không giới hạn trong một vòng đấu. Tuy nhiên sau khi vòng đấu kết thúc, đội hình sẽ quay trở lại như trước khi dùng Free Hit. Wild Card, giúp người chơi có thể chuyển nhượng miễn phí không giới hạn trong một vòng đấu. Đội hình đã mua khi sử dụng Wild Card sẽ được giữ nguyên sau vòng đấu. Ban Vote, cộng thêm điểm của các cầu thủ dự bị ở vòng đấu đó. Triple Captain, gấp 3 lần điểm số cầu thủ mang băng đội trưởng ở vòng đấu đó. Chelsea và Liverpool, để chọn một tiền đạo ở cặp đấu này thì anh sẽ chọn ai? Khó. Chelsea chọn khó hơn. Vâng, Chelsea bây giờ thì chỉ có Jackson Martinez là một cầu thủ mất hết rồi. Mới đến thôi. Liverpool thì anh sẽ chọn có khi anh sẽ không để Nunez đá chính đâu. Vâng. Anh sẽ để Jota, Diaz và Gakpo. Không có Salah luôn. Không. Thực ra Salah là một vấn đề của Liverpool đấy. Salah càng về sau càng là một vấn đề của Liverpool đấy. Đương nhiên nếu như tức là Salah đợt vừa rồi còn bị ảnh hưởng bởi cái chuyện là có đi Ả Rập Xê Út hay không. Vâng. Đúng không? Và anh nghĩ rằng rất có thể là Jurgen Klopp rất muốn đẩy Salah đi đấy. Đúng không? Mane đi rồi, Firmino đi rồi đúng không? Salah đi nốt đi. Cho nên là anh vẫn thích ba cái anh kia hơn.